Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Ruby Show. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với video thuộc chủ đề số 4 và thuộc bộ video số 36 của kênh này. Hôm nay thì mình đã đỡ sốt và đỡ ho rồi, nhưng mà nó vẫn chưa hết hẳn. Với lại là giọng mình nó cũng không đến nỗi quá khó nghe, cho nên mình đã quyết định làm việc tiếp. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập đến một vài nguyên nhân khiến cho trẻ bướng bỉnh trong việc nuôi dạy con của cha mẹ, cũng như là cách để giải quyết chúng. Trong quá trình nuôi dạy trẻ thì chắc hẳn là bậc cha mẹ nào cũng sẽ đôi lần gặp phải trường hợp là trẻ bướng bỉnh và không chịu nghe lời của cha mẹ và của người lớn. Điều đó thì xét về một vài nghiên cứu về tâm lý thì cũng dễ hiểu thôi, là bởi vì cái khoảng cách về thế hệ và độ tuổi nó quá lớn nhau, nó quá khác nhau giữa cha mẹ và trẻ em á, cho nên là xét về nhiều mặt như là quan niệm cũng như là tính cách, về phong cách thì nó có đôi chút khác nhau, và nhiều khi cha mẹ và con không có một tiếng nói chung được. Bài báo trong video này sẽ gợi ý 3 nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc trẻ bướng bỉnh, cũng như là cách để các bậc cha mẹ có thể vượt qua được cái trở ngại này để có thể đạt được thành công lớn nhất trong việc nuôi dạy con và khiến cho trẻ trở nên ngoan ngoãn, nghe lời và có ích hơn cho xã hội. Bài báo trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là "Vì sao con bạn bướng bỉnh?" Mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là "Why is your child stubborn?" Mình xin đọc lại tiêu đề tiếng Anh của bài viết này là "Why is your child stubborn?" Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào phần số 2 của video này nhé. Vì sao con bạn bướng bỉnh? Theo nhà tâm lý học lâm sàng, tiến sĩ Rachel Tate Mỹ, một số thói quen sai lầm khi nuôi dạy con có thể khiến tranh giành quyền lực gay gắt hơn giữa cha mẹ và trẻ. Mục đích cuối cùng của mọi cha mẹ khi nuôi dạy con là giúp chúng phát triển các công cụ giải quyết vấn đề và nhận thức xã hội để điều hướng các tình huống phức tạp. Để tăng cơ hội đạt được điều này và để cuộc sống của con dễ dàng hơn, chuyên gia trị liệu cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình Rachel Tate khuyến cáo cha mẹ chú ý 3 sai lầm phổ biến trong cách nuôi dạy con. 1. Từ chối chia sẻ quyền kiểm soát. Cha mẹ phải giành chiến thắng trong một số cuộc tranh luận với con, tuy nhiên học cách từ bỏ một cách có chiến lược, giảm mức độ thất vọng của trẻ có thể mang lại lợi ích về lâu dài. Khi cha mẹ cố giành chiến thắng, trẻ sẽ khó chịu và cố chiến đấu để giành quyền kiểm soát. Không ai thích bị ra lệnh suốt ngày, chuyên gia nói. Cha mẹ nên lấy ý kiến của con trước khi đưa ra một số quyết định, khi đó trẻ sẽ nghe lời hơn. Đôi khi, nghệ thuật đàm phán nằm ở chỗ chọn trận chiến nào đáng để chiến đấu. Ví dụ, con bạn không thích đi đôi giày phù hợp với bộ đồ trên người thì không có gì là tồi tệ, cũng không quá quan trọng nếu con muốn đi hai chiếc giày không phù hợp với nhau. 2. Nên cho con một số lựa chọn có thể chấp nhận được để giảm tranh cãi và phàn nàn, tăng cảm giác được làm chủ. Chỉ cần không cho con quá nhiều lựa chọn để chúng phải khó khăn khi đưa ra quyết định. Học cách thu hẹp các lựa chọn và đưa ra quyết định cuối cùng là một kỹ năng quan trọng. Trẻ mới biết đi và trẻ ở độ tuổi mẫu giáo có thể xử lý tối đa 2 hoặc 3 lựa chọn. Những đứa trẻ ở độ tuổi đi học có thể xử lý thêm một vài lựa chọn nữa. Nói chung, cho trẻ em 3 lựa chọn là một quy tắc tốt, tiến sĩ Tate nói. 2. Không đồng cảm. Một số quyết định không thể thương lượng, nhưng có một cách để cha mẹ không bị coi là nhẫn tâm. Thừa nhận và xác thực cảm xúc của trẻ để ít nhất cũng cho thấy chúng được lắng nghe. Ngoài ra, tiến sĩ Tate khuyên nên cho con cơ hội tự quyết định trong tình huống tương tự trong tương lai. Ví dụ, nếu bạn không có nhiều thời gian vào buổi sáng và con bạn khó chịu với đồ ăn, bạn có thể nói: "Mẹ hiểu con giận, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta phải đi thôi, nếu không thì muộn mất."
Vì vậy, sáng nay con sẽ ăn món mẹ nấu. Sáng mai, chúng ta có thể cố gắng lên kế hoạch tốt hơn để có thêm thời gian cho con quyết định. Nói xong, bạn có thể rời đi để trẻ có không gian quyết định. Chiến lược này trao cho con cơ hội ra quyết định. Loại bỏ động lực, tranh giành quyền lực. Lãnh đạo bằng sự đồng cảm cũng cho phép cha mẹ mở ra cánh cửa để trẻ điều chỉnh cảm xúc. Hãy nhắc nhở bọn trẻ, con có quyền lựa chọn cách xử lý các tình huống và la hét không phải là lựa chọn tốt nhất. 3. Không linh hoạt. Dù không quan tâm đến cách cư xử của người lớn xung quanh mình, trẻ vẫn có thể tiếp thu các tín hiệu xã hội mà đến một lúc nào đó chúng sẽ bắt chước. Vì vậy, có sự linh hoạt sẽ dạy con những bài học quý giá. Chúng ta muốn dạy con suy nghĩ độc lập thì có thể áp dụng cách ra quyết định linh hoạt, thay đổi cách học và phản ứng với môi trường xung quanh, tiến sĩ Tays nói. Theo chuyên gia, cần giúp trẻ hiểu sẽ có những thay đổi xảy ra. Những thay đổi có thể tốt vì có khả năng mở ra cơ hội không lường trước. Kiên trì là đặc điểm tốt, nhưng nó cũng có thể được dùng để chứng minh và truyền đi thông điệp bạn sẽ không bỏ cuộc kể cả khi phải thay đổi. Why is your child stubborn? According to clinical psychologist Dr. Rachel Tays, USA, some bad parenting habits can make the power struggle more intense between parents and children. The ultimate aim of every parent when raising children is to help them develop problem-solving tools and social awareness to navigate complex situations. To increase your chances of achieving this and make life easier for your child, child, adolescent and family therapist Rachel Tays advises parents to pay attention to three common parenting mistakes. 1. Refuse to share control. Parents must win some arguments with their children. However, learning to give up strategically, reducing a child's level of frustration can be beneficial in the long run. When parents try to win, children get upset and try to fight for control. The expert said that no one likes being ordered around all day long. Parents should consult their children before making some decisions. At that time, children will be more obedient. Sometimes, the art of negotiation lies in choosing which battles are worth fighting. For example, if your child doesn't like to wear shoes that match their suit, there's nothing wrong with that. It doesn't matter if your child wants to wear two shoes that don't match. You should give your child some acceptable options to reduce arguments and complaints and increase a sense of ownership. Should not give your child too many options so they don't have trouble making a decision. Dr. Tays says learning to narrow down options and make final decisions is an important skill toddlers and preschoolers can handle up to two or three options, and school-age kids can handle a few more choices, and in general, giving kids three choices is a good rule of thumb. 2. No empathy. Some decisions are non-negotiable, but there's a way for parents not to be seen as careless. Acknowledge and validate a child's feelings to at least show they are heard. In addition, Dr. Tays advises giving your child the opportunity to make their own decisions in a similar situation in the future.
For example, if you do not have much time in the morning and your child is upset with food, you might say, I understand you are angry, but we have no choice. We have got to go or we will be late. So this morning you will eat what I cooked. Tomorrow morning we can try to plan better so we have more time for you to decide. Then you can leave to give your child some space to decide. This strategy gives children the opportunity to make decisions, eliminating the motivation to compete for power. Empathic leadership also allows parents to open the door for children to regulate their emotions. Remind your kids that they have a choice in how to handle situations, and yelling is not the best option. 3. Not flexible. Even though children do not care about the way the surrounding adults behave, they can still pick up on social cues that they will eventually imitate. So, having flexibility will teach your child valuable lessons. Dr. Tate said that if we want to teach our children to think independently, we can apply flexible decision making. Change the way they learn and react to their surroundings. According to experts, it is necessary to help children understand that changes will happen. Changes can be good because they have the potential to open up unforeseen opportunities. Persistence is a good trait, but it can also be used to demonstrate and send the message that you will not give up even when it comes to change. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 2 và tiếp theo mình cũng như các bạn sẽ cùng bước vào phần số 3 là phần từ vựng của video này nhé. Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1 chúng ta có tính từ ultimate. Ngoài ra thì từ này còn có 3 cách đọc khác là ultimate, ultimate và ultimate. Nhấn âm 1 nhé. Tính từ này có 3 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là cuối cùng hoặc sau cùng hoặc chót. Nghĩa số 2 là làm nền tảng hoặc cơ bản. Và nghĩa số 3 là tột bậc hoặc tối thượng. Từ số 2 chúng ta có động từ có 2 cách đọc là navigate và navigate. Động từ này có 5 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là làm hoa tiêu. Nghĩa số 2 là lái tàu thủy hoặc lái máy bay. Mình xin đọc lại, nghĩa số 2 là lái tàu thủy hoặc lái máy bay. Nghĩa số 3 là đêm hôm qua. Mình xin đọc lại, nghĩa số 3 là đêm hôm qua. Nghĩa số 4 là lái tàu đi khắp biển hoặc lái tàu đi khắp sông, vân vân. Và nghĩa số 5 của từ này là điều hướng. Từ số 3 chúng ta có động từ là order. Nhấn âm 1 nhé. Động từ này có 3 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là thu xếp hoặc sắp đặt. Nghĩa số 2 là chỉ dẫn hoặc cho dùng. Và nghĩa số 3 của từ này là gọi người phục vụ đưa thức ăn hay thức uống ra hoặc đặt hàng. Mình xin đọc lại, nghĩa số 3 của từ này là gọi người phục vụ đưa thức ăn hay thức uống ra hoặc đặt hàng. Mình cũng xin được nói thêm là ở động từ số 2 thì chúng ta nhấn âm 1 nhé.
tự do 4, chúng ta có tính từ obedient. Mình xin đọc lại từ này là obedient. Ngoài ra thì từ này còn có một cách đọc khác là obedient. Ở từ này chúng ta nhấn âm 2 nhé. Tính từ này có nghĩa là biết nghe lời hoặc biết vâng lời hoặc dễ bảo hoặc ngoan ngoãn. Mình xin đọc lại hai cách đọc của tính từ này là obedient và obedient. Mình xin đọc lại hai cách đọc này một lần nữa là obedient và obedient. Từ số 5, chúng ta có danh từ có hai cách đọc là negotiation và negotiation. Mình xin đọc lại hai cách đọc của danh từ này là negotiation và negotiation. Ở danh từ này chúng ta nhấn âm 4 nhé. Danh từ này có 3 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là sự điều đình hoặc sự đàm phán hoặc sự thương lượng hoặc sự dàn xếp. Nghĩa số 2 là sự đổi thành tiền hoặc sự đổi lấy tiền hoặc sự trả bằng tiền. Mình xin đọc lại nghĩa số 2 của từ này rõ hơn là sự đổi hối phiếu thành tiền hoặc sự đổi ngân phiếu thành tiền hoặc sự đổi hối phiếu lấy tiền hoặc sự đổi ngân phiếu lấy tiền hoặc sự trả hối phiếu bằng tiền hoặc sự trả ngân phiếu bằng tiền. Và nghĩa số 3 của từ này là sự vượt qua. Mình cũng xin đọc lại hai cách đọc của danh từ số 5 này là negotiation và negotiation. Chúng ta nhấn âm 4 nhé. Từ số 6, chúng ta có động từ là narrow. Nhấn âm 1. Và động từ này có nghĩa là thu hẹp hoặc làm cho hẹp lại. Mục số 7. Ở đây thì chúng ta có một thành ngữ tiếng Anh là rule of thumb. Theo như từ điển Cambridge thì mình sẽ dịch nghĩa này của từ là một cách hay một phương pháp thiết thực và phù hợp để làm một việc nào đó, hoặc một cách hay một phương pháp thiết thực và phù hợp để đo lường một cái gì đó. Mình xin đọc lại thành ngữ tiếng Anh này là rule of thumb và nghĩa của nó là một phương pháp hay một cách thiết thực và phù hợp để làm một việc nào đó hay để đo lường một cái gì đó. Từ số 8, chúng ta có tính từ careless có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là thành chai ở tay hoặc thành chai ở chân hoặc bị chai ở tay hoặc bị chai ở chân. Và nghĩa số 2 của từ này là nhẫn tâm. Từ số 9, chúng ta có động từ có hai cách đọc là validate và validate. Ở động từ này và động từ số 8 vừa rồi. Mình xin lỗi, ở động từ này và tính từ số 8 vừa rồi thì chúng ta đều nhấn âm 1 nhé. Động từ này có hai nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là phê chuẩn hoặc thông qua hoặc làm cho có hiệu lực hoặc xác nhận tính hợp lệ hoặc xác thực. Và nghĩa số 2 là công nhận có giá trị hoặc làm cho logic hoặc làm cho hợp lý hoặc làm cho chính đáng. Mình xin đọc lại hai cách đọc của động từ này là validate và validate. Từ số 10, chúng ta có danh từ là leadership. Mình xin đọc lại danh từ này là leadership. Nhấn âm 1 nhé. Danh từ này có 3 nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là cương vị lãnh đạo hoặc sự lãnh đạo. Mình xin đọc lại nghĩa số 1 của từ này là
cương vị lãnh đạo hoặc sự lãnh đạo. Nghĩa số 2 là khả năng lãnh đạo hoặc đức tính của người lãnh đạo. Và nghĩa số 3 là bộ phận lãnh đạo hoặc tập thể lãnh đạo. Từ số 11, chúng ta có động từ là behave. Nhấn âm 2 nhé. Động từ này có hai nghĩa sau đây. Nghĩa số 1 là ăn ở hoặc đối xử hoặc cư xử. Và nghĩa số 2 là chạy. Nghĩa này thường dùng để nói về máy móc. Mình xin đọc lại nghĩa số 2 của từ này là chạy. Nghĩa này thường dùng để nói về một cỗ máy hay máy móc. Từ số 12, chúng ta có danh từ là kiểu. Có 9 nghĩa. Nghĩa số 1 là vĩ bạch trong sân khấu. Nghĩa số 2 là sự gợi ý hoặc sự ra hiệu hoặc lời nói bóng hoặc lời ám chỉ hoặc ám hiệu. Mình xin đọc lại nghĩa số 1 của từ này là vĩ bạch trong ngành sân khấu. Và mình cũng xin đọc lại danh từ này là kiểu. Nghĩa số 3 của từ là lời chú thích trong ngành điện ảnh. Nghĩa số 4 là tín hiệu radio. Nghĩa số 5 là vai tuồng trong ngành sân khấu. Nghĩa số 6 là cách xử lý thích hợp hoặc hành động thích hợp. Mình xin đọc lại nghĩa số 6 là cách xử lý thích hợp hoặc hành động thích hợp. Nghĩa số 7 là tâm trạng. Nghĩa số 8 là gậy chơi bia. Nghĩa số 8 là tóc đuôi sam. Và từ này chỉ có số nghĩa như vậy thôi nhé. Mình xin đọc lại nghĩa số 6 của từ là cách xử lý thích hợp hoặc hành động thích hợp. Từ số 13, chúng ta có tính từ là unforeseen. Nhấn âm 3 nhé. Tính từ này có nghĩa là không biết trước hoặc không dự kiến hoặc bất ngờ hoặc không lường trước. Từ số 14, chúng ta có động từ có hai cách đọc là demonstrate và demonstrate. Ở cả hai cách này thì chúng ta đều nhấn âm 1 nhé. Nghĩa số 1 của từ này là chứng minh hoặc giải thích. Nghĩa số 2 là biểu tình. Mình xin đọc lại nghĩa số 2 của từ này là biểu tình. Nghĩa số 3 là thao diễn trong quân sự. Nghĩa số 4 là biểu hiện bằng hành động hoặc biểu thị. Và nghĩa số 5 là chứng tỏ. Phần từ vựng số 3 vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Hôm nay thì như mình đã nói trong video hôm qua thì là ngày cúng tuần thứ 4 của ba mình. Và đúng ngày mai là tròn 1 tháng kể từ ngày ba mình chính thức về với Bác Hồ và về với thế giới cực lạc của cõi Phật rồi. Đến bây giờ thì mình vẫn luôn cảm nhận được là rằng ba mình vẫn đang ở bên cạnh mình và vẫn đang thấy mình làm việc, nghe mình nói, cũng như là các bạn đang nghe mình nói vậy và luôn ủng hộ mình. Và mình vẫn có một ước mong, đó là ba mình sẽ sống lại, được cải tử hoàn sinh để có thể tiếp tục ủng hộ, dõi theo mình, cũng như là mình có cơ hội để mà báo hiếu và phụng dưỡng ba mình. Đâu có ai đánh thuế ước mơ phải không? Cho nên là mình vẫn cứ ước mơ như vậy thôi ha. Thì mình mong rằng các bạn hiểu được cái tâm trạng của mình hiện giờ và thông cảm với ước mong này của mình nhé. Và cũng ước mong như mình thì mình rất là vui luôn đó. Phần từ vựng số 3 vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng thông qua những thông tin trong bài viết trong video này thì các bậc cha mẹ sẽ có thêm nhiều kiến thức và nhiều kỹ năng trong việc nuôi dạy con. Bởi vì trong quá trình nuôi dạy con thì không thể tránh được những lúc mà trẻ bướng bỉnh và không nghe lời cha mẹ được. Kể cả bản thân mình cũng vậy, mình đã từng là như vậy rồi, mình cũng đã từng là bướng bỉnh.
mình không nghe lời cha mẹ, mình cãi lời cha mẹ. Nhưng mà đến bây giờ thì mình vẫn chưa làm một điều gì đó sai trái để cha mẹ có thể buồn lòng cả. Cho dù là mình có bướng bỉnh cãi lời cha mẹ thì sau đó thì mình rất vui là bởi vì cha mẹ hiểu mình, ủng hộ mình và biết được rằng cái việc mà mình không nghe lời cha mẹ là bởi vì mình muốn theo đuổi cái ước mơ cũng như là cái sở thích của mình thôi, chứ không phải là cãi để mà làm một cái điều nó trái luân thường đạo lý và trái với đạo đức thì không có nha. Thì mình cũng mong rằng tất cả các trẻ em đều giống như mình, biết nghe lời cha mẹ hơn là được, và các bậc cha mẹ sẽ biết cách khéo léo và mềm dẻo hơn trong việc nuôi dạy con nhé. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi một lời tri ân chân thành đến các bạn và chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống nha. Nếu như các bạn cảm thấy thích, ấn tượng và hứng thú với video này thì các bạn vui lòng thích, chia sẻ nó và đăng ký kênh để có thể ủng hộ và cập nhật những video mới nhất nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.